chị ơi, không phải đâu, là anh này, con hồ ly tinh này. Chị phải đẹp không? Cho em xem với. Anh xin lỗi vì đã chụp em mà không xin phép nhé. Không sao đâu anh, cho em xem với nào. À, mà em có muốn chụp một bộ ảnh ở studio không? Anh làm ở studio đẹp lắm, chi phí anh chịu. Dạ được ạ, thế địa chỉ đâu hả anh? Em cho anh xin số đi, để anh nhắn địa chỉ cho em. Dạ. Rồi anh nhắn địa chỉ nhá. Dạ mai em qua luôn nhá. Em có bận gì không? Được ạ. Thế hẹn em ngày mai nhé. Dạ vâng. Em chào anh, em về trước đây ạ. Bye bye. Wherever all my wishes may be heading. Thôi thấy ổn rồi đấy. Cậu chỉnh màu rồi gửi cho tôi nhé. Vâng, em sẽ gửi ngay cho chị. Làm tốt lắm. Cậu cầm nó xử lý nước nhé. Dạ, vâng. Em cảm ơn chị ạ. Làm tốt và tốt thì có thể. Vâng, vâng. Chị về trước chị nhá. Vâng, cảm ơn chị. Anh à. Hương à, em đi lâu chưa? Em cũng không về đến ạ. Em ngồi đi, anh chụp cho em mấy kiểu. Nào, ra mẹ vào nhá. 2, 3. Tiếp nào. Tắt tóc này này. 2, 3. Con, bà thay đồ đi, mình chụp tiếp nhá. Hôm nay đông khách quá nhở? Không, mẫu em nhờ để chụp thôi chị ạ. Cái gì cơ? Cậu dùng đồ chúng tôi để cua gái á? Dạ, em sẽ trả đủ chi phí cho chị ạ. Một thằng chụp ảnh quen với cậu, tôi quyết định chuyện này á. Cậu xin phép được chưa? Em có vào bên sale sắp xếp rồi mà chị. Chào em gái. Anh xin giới thiệu nhá, anh là Tuấn, quản lý cái studio này. Dạ vâng, em chào anh ạ. Anh thấy em sẽ có tố chất làm người mẫu ảnh hay là... Vẫn còn cãi ạ? Cậu có biết là không có chúng tôi thì cậu sẽ không có cơ hội làm việc ở đây không? Chắc giờ này cũng đang chụp giam ba cái ảnh ở hồ rồi đấy. Em xin lỗi chị, lần sau em không về nữa ạ. Thôi rồi. Anh Tuấn ơi. Hay là em chào anh đi. Không danh con này. Nãy thì như một thằng, bây giờ thì chụp ở đây ve vãn thằng khác. Con chị ơi, không phải đâu, là anh này. Cô ta lôi anh vào đây. Cái loại gọi đấy là chụp thế này á. Chắc phải mong đổi đời ấy mà. Con hồ ly tinh này. Em có sao không? Em không sao ạ. Cậu dám bảo vệ nó à? Tao sẽ đuổi mày ra khỏi đây. Thằng chụp ảnh quen như mày đã không làm nên dấu chống gì, còn dám xíu chuyện khác. Em định đi. Cậu, con xin lỗi Trang đi. Lần sau, đừng đưa các loại đàn bà lẳng lơ này đến đây nữa. Thôi, mình ra ngoài nói chuyện đi. Không, không ạ. Xin lỗi em vì đã kéo em vào đống rắc rối này nhá. Không sao đâu anh ạ. Em cũng không bị sao mà. Nhưng mà, tại sao anh lại làm ở đây ạ? Em thấy khách hàng lúc nãy khen anh chụp đẹp mà. Em thì không biết nhiều về nhiếp ảnh, nhưng mà em thấy ảnh của anh chụp đẹp mà. Tại sao anh không tìm một nơi khác? Ít nhất thì cũng sẽ có một người quản lý tốt hơn chứ. Ừ, thì chỉ có cậu quản lý với người yêu của cậu ta thôi. Chứ đồng nghiệp thì vẫn tốt với anh lắm. Với cả, thực ra anh cũng không quan tâm lắm. Cứ miễn đủ ăn là được. Với lại, hàng ngày được chụp ảnh là anh cũng thấy vui rồi. Thôi, bây giờ anh phải quay trở lại làm việc rồi. Ảnh ngày mai anh sẽ gửi cho em nhá. Dạ vâng ạ. Hẹn em ngày mai nhé. Vâng, em chào anh ạ.
tiểu thư nhà mình bây giờ là còn đi làm cả mẫu ảnh nữa cơ. Thì có nhiếp ảnh gia mời em đi chụp. Chỉ là một nhiếp ảnh gia nào đó thôi. Thì cũng có một số ảnh đẹp, nhưng mà em sẽ bị ăn đòn. Cái gì? Đứa nào dám đánh em? Kể anh nghe xem nào. Chuyện là có một con bé trong studio, nó là người yêu của quản lý. Đấy, chuyện là như vậy đấy anh ạ. Thôi được rồi, ngồi đây đợi anh một tí. Alo, trong danh mục đầu tư của RKM có một studio chụp ảnh đúng không? Dạ vâng, thưa sếp. Đây là gì? Aura Studio and Concept ạ. Ok, biết rồi. Dương này, anh thấy mấy tấm hình ấy đẹp đấy. Hay là ngày mai qua đồ chụp thêm một tấm nhá. Tiện thể anh xem mặt bạn nhiếp ảnh của em luôn. Dạ vâng ạ. I lose my breath whenever I see you. Lại đến đây tìm bằng chụp ảnh quen kìa. Không phải đâu ạ. Phương, em đến chụp ảnh à? Dạ không ạ. Em vừa đã nhắc cậu rồi cơ mà. Vẫn còn dám đem gái đây để chụp ảnh à? Dạ không phải. Từ mai không cần phải đi làm nữa nhá. Chị à, hôm nay em đến không phải để tìm anh ấy chụp ảnh đâu. Cái gì cơ? Cô là cô đến đây để ve vãn người yêu tôi á? Danh con! Vâng! Định đánh em hái của tôi đấy ạ. Em có sao không? Em không sao ạ. Có chuyện gì thế? Anh! Sao không? Con hồ ly tinh là chết về bạn anh đi kìa. Nó dám đem thêm cả người đến đây phá đấy. Mọi người bình tĩnh đã. Chuyện gì đã lao vào đánh nhau rồi. Đi mồ. Mày quay ra ôm anh của mày đi. Đây là chuyện của mày. Đúng rồi đấy. Tất cả vấn đề như này là do mày. Suốt ngày anh ở cái loại chụp ảnh quen như mày ấy. Biết điều thì đứng ra một góc đi. Rồi, đuổi việc ngay quản lý của Aura cho anh. Dạ vâng, thưa sếp. Mày là ai? Mày ra vẻ thế à? Mày đuổi ra. Alo, chào anh ạ. Từ mai cậu không cần đi làm nữa. Lương tháng này cậu vẫn sẽ được nhận, thế nhá. Nhưng mà... Alo. Alo. Mày, mày là ai? Cái gì ồn ào thế? Để yên cho tôi còn làm việc chứ. Anh Hoàng. Con gió nào? Nước chủ tịch của giờ con mời đến đây vậy? Thôi, cần phải điều chỉnh lại nhân sự ngay bây giờ. Lúc nào rảnh. Nhớ là thứ ăn hồi năm xưa nhé, anh chủ tịch. Nào, giờ thì đến việc chính. Cậu coi thường nhân viên của cậu, lại còn là nhân viên giỏi nhất ở đây. Một người quản lý như cậu, có vẻ là hơi cao cấp so với chúng tôi. Em chỉ... Tôi chưa nói hết. Cậu lại còn dung túng các người yêu cậu, làm loạn ở đây. Sạp sỡ khách hàng. Vu oan cho em gái tôi là gạ gẫm cậu. Bây giờ thì mời cậu ra khỏi đây. Tôi không đủ bao dung để chờ chấp cậu. Anh... Nam ạ, cậu quản lý nơi này giúp tôi nhá. Nhưng mà em chỉ đam mê nhiếp ảnh thôi ạ. Mấy công việc kinh doanh này em không biết. Em sợ làm hỏng việc của anh mất. Sẽ giúp anh. Là đỡ tiền chụp ảnh cưới rồi thế ạ. Vâng ạ.